Thu chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay chương trình mời đến đây một nghệ sĩ ưu tú xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình và cả các sân khấu kịch được quý vị khán giả yêu mến. Xin giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy. Chào chị, chào chị, em mời chị về phòng khách nha. Mình trò chuyện với nhau. Cảm ơn Thu. Cảm ơn chị Hạnh Thúy đã sắp xếp thời gian để đến với Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay. Thật ra thì khi mà Thúy tham gia chương trình Khẩu vị ngôi sao thì nó là một cái điều rất là háo hức. Dạ. Bởi vì là được ăn ngon, được khám phá, xong rồi được gặp để trò chuyện với Hà Thu, một cái người mà mình rất là ngưỡng mộ về giọng hát, về nhan sắc, về nhiều thứ nữa. Dạ, em cũng hâm mộ chị trong tất cả các bộ phim chị đóng, cũng như là biết chị là vừa đi phim nè, vì dựng các vở kịch trên sân khấu, rồi làm đạo diễn sân khấu, ở nhà còn chăm con nữa. Thì không biết cái cách sắp xếp thời gian của chị như thế nào để ổn thỏa mọi thứ chị ha? Thật ra Thúy nghĩ Thúy là một người vợ thiếu đảm đang và một người mẹ không chu đáo. Bởi vì cái thời gian chia ra nó rất là nhiều. Thành ra thí dụ như là Thúy nói là có một cái nguyên tắc mà mình luôn luôn phải tuân theo là hết lòng, hết mình và tận dụng thời gian hết cỡ. Nghĩa là khi mà làm công việc thì tranh thủ làm mọi thứ thật nhanh, thật gọn gàng, xong rồi về nhà chơi với con cũng gọn gàng. Cũng gọn gàng. Cho nên là nếu mà gọi là để giỏi hay là chu toàn thì chắc chắn không phải là không. Nhưng chỉ có điều là bản thân mình may ra giờ này mình vẫn còn gọi là chia lửa được cho các chiến trường, thì mình thấy đó cũng là cái thành công của riêng mình. Hôm nay Khẩu vị ngôi sao mời chị đến thì chị không phải nấu nước gì cả. Chị chỉ cần order cho chương trình hai món ăn mà chị đang nghĩ đến trong thời điểm hiện tại nè. Chị thích thưởng thức hai món gì? Chị ghi ra giấy giúp em nha. Ghi ra phải không? Dạ, ghi ra. Mình nghĩ hai món này gọi là đang đúng mùa, sẽ rất là phù hợp cho cái chương trình ngày hôm nay. Trời ơi, bên có tim là bên phải có hoa. Bây giờ chương trình sẽ mời đến đây hai bạn fan hâm mộ để thực hiện hai món ăn này. Mời bạn Thành Đạt và bạn Khương Duy. Mời em. Chào em. Chào chị ạ. Bây giờ em giới thiệu một chút về mình. Dạ, em tên là Khương Duy. Năm nay em 19 tuổi và em đang là sinh viên của trường Cao đẳng Việt Mỹ. Nấu ăn cũng là một sở thích của em. Từ năm bao nhiêu tuổi là bắt đầu biết nấu ăn? Dạ, tại vì ba mẹ cũng không có ở nhà thường xuyên. Nên là đôi khi em cũng tự nấu ăn ở nhà và có một chút kinh nghiệm. Một chút nhưng mà cho chị hỏi là nấu là sở thích hay ăn là sở thích? Dạ, cả hai. Vậy thì tin tưởng được rồi. Chị hỏi khó quá, không lẽ nói vậy em thích nấu thì em không thích ăn. Chị thích ăn chứ không thích nấu. Dạ, dạ. Bây giờ Thành Đạt giới thiệu một chút xíu hai em. Dạ, em chào chị Hà Thu, em chào chị Hạnh Thúy ạ. Chào em. Em tên là Dương Thành Đạt, em 26 tuổi và hiện tại em đang làm người mẫu tự do. Em không học nấu ăn nhưng mà ở nhà cũng hay nấu các món ăn cho gia đình và cho bản thân, nên là chị Hạnh Thúy có thể yên tâm là em không chắc là chị có thích món của em hay không, nhưng mà chắc chắn là chị sẽ ăn được. Người ta nói là món ăn ngon thì phải có cái tình cảm của người đầu bếp trong đó thì nó mới gọi là thăng hoa món ăn hơn. Riêng em thì chị nhìn chị cảm giác rất là thiện cảm với em rồi, cách nói chuyện rất là dịu dàng, cho dù em nấu ăn ít ngon đối với chị nó vẫn ngon. Trời ơi, vậy là có một sự đảm bảo rồi. Bây giờ hai bạn phải tranh tài thông qua ba từ khóa của chương trình. Câu hỏi đầu tiên là: bánh tráng nướng là món ăn nổi tiếng nhất ở địa phương nào? Thời gian 10 giây bắt đầu. Câu hỏi này mà các anh chàng hay hẹn hò là sẽ rất rành dạ, để xem cậu nào trong hai bạn là hay hẹn hò hơn nha. Có vẻ anh 26 tuổi lợi thế hơn, 19 tuổi chưa hẹn hò kịp. Không biết đâu chị, chưa chắc. Thời gian đã hết, xin mời hai bạn giơ bảng nè. Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng hai bạn là đáp án của chúng ta đều không chính xác. Vậy là mình suy ra một điều là cả hai bạn đều rất là tập trung nấu nướng và làm việc, cho nên là rất ít hẹn hò, đúng không rồi. Chị? Tại vì cái món bánh tráng nướng này đầu tiên mà Thúy biết là ở Đà Lạt, gọi là pizza Đà Lạt đó, pizza Việt Nam đó, bánh tráng mặn đó, mỏng nhỏ nhỏ vậy nè, xong mình nướng lên, xong rồi để trứng cút lên, mỡ hành lên, rồi sau đó biến tấu thêm thì sẽ có thêm tương ớt đúng không chị? Tương ớt rồi thịt bằm rồi mắm ruốc rồi phô mai rồi các kiểu một tỷ thứ người ta có thể cho lên trên đó. Dạ. Và trở thành một món đặc sản.
bạn ở thành phố Hồ Chí Minh là ăn nhiều, nhưng mà thật sự cái món này gốc là ở Đà Lạt. Có lẽ là các bạn ăn ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà cái này đúng là nó rất là hợp với Đà Lạt đúng không chị? Rồi trời, lạnh xong rồi khói bốc lên nướng thơm ngồi thơm, bên bếp than hồng, cảm giác là nó sẽ xua đi rất là nhiều cái lạnh mà lại sưởi ấm. Dạ, vậy là hai bạn đã không giành chiến thắng để mở từ khóa rồi. Chị Hành Thủy giúp các bạn mở một từ khóa nha chị. Thúy xin phép chọn từ khóa số 1. Từ khóa số 1 xin mời. Nước mắt thành sông. Từ khóa này nghe nó bi thương vậy chị. Đau khổ. Đau khổ lắm hả chị? Bi kịch lắm. Đau như thế nào chị? Ở trong kỹ thuật biểu diễn á, dạ, thì thầy cô có dặn rằng là phải tập trung cảm xúc. Để dạ, những cái lúc xúc động thì rơi nước mắt, cái đó là Thu biết rồi đúng dạ không? Mình phải tưởng tượng, mình hóa thân được các kiểu để mình tập trung được cái cảm xúc để mà khóc. Thì Thúy nhớ là cái vai diễn đầu tiên của mình là đóng vai một, lúc đó mới 19 tuổi thôi, mà đóng vai một cô gái điếm, có con rồi và số phận cực kỳ bi thảm luôn. Thì có rất là nhiều cảnh khóc, không biết làm sao khóc hết. Cuối cùng ăn ớt cho nước mắt nó chảy ra. Mà đúng nghĩa là khóc như sông, một khóc như mưa. Nhưng đau lòng là mỗi lần đạo diễn hô máy chạy cái bỏ khúc ớt vô, cái nó chưa có cay, khóc không có được. Cái diễn các kiểu xong ông đạo diễn chửi các kiểu xong nó sao mày không khóc các kiểu, chú từ từ chút rồi con mới khóc. Thôi mệt quá cắt máy đi, nghỉ. Cái lúc đầu khóc thì lúc đó nước mắt mới thành sông đúng không chị? Là phim đó là Thúy đóng cho chú Hồ Ngọc Sâm đó. Dạ, phim đầu tiên mà Thúy tham gia là có vai luôn á. 19 tuổi mà 19 phải tuổi vào vai một cô gái rất là nhiều cảm xúc, đúng rất rồi là có nhiều trải nghiệm, cho nên là phải dùng ớt. Mà lúc đó chưa có kỹ thuật biểu diễn, rồi chưa có kinh nghiệm diễn xuất luôn, chưa dạ có gì hết, chỉ là sinh viên trường mới vừa bước chân ra thôi. Và có một cái điều nữa mà bản thân Thúy tới tận bây giờ là vẫn không bao giờ dám vượt qua cái ranh giới, đó là ăn ớt. Nghĩa là Thúy không ăn được cay, tức là dạ ăn một xíu xíu cay thôi là cũng không thở được rồi đó, nước mắt thành sông. Chia sẻ của chị là chị không ăn được cay, đó là lát có bỏ ớt là bỏ trang trí thôi nha. Bây giờ câu hỏi thứ hai, cố gắng lên nha. Châu Đốc An Giang nổi tiếng với món gỏi nào sau đây? A. Gỏi bông điên điển. B. Gỏi cá thác lát. C. Gỏi lá sầu đâu. 3 2 1 hết giờ. Mời hai bạn. Cá thác lát. Tôi nghĩ là cái câu hỏi này nếu như mà nghĩ không kỹ sẽ làm khó cho tất cả mọi người chứ không phải riêng ba bạn đâu. Thì về cá thác lát nè, bông điên điển nè, sầu đâu đều là những cái món mà gọi là hiện diện ở hai nơi này mỗi mùa nước nổi, Đồng Tháp với An Giang là bông điên điển rất khó là nhiều. Khó đúng không đó chị? Rồi cá thác lát cũng là đặc sản của hai cái nơi này, mà gọi là nó là cá thác lát có thể có nhiều nơi có, nhưng mà cá thác lát mà gọi là béo ú là phải từ trong rừng Tam Nông Đồng Tháp ra thì gọi là mới có cá thác lát ngon nhất, ngon kiểu vậy đó. Rồi bông điên điển cũng rất đó là đặc trưng của hai nơi này luôn. Tuy nhiên Thúy nghĩ cái gỏi sầu đâu là một cái lựa chọn mà có vẻ như là khả quan hơn đúng không Hà Thu? Dạ, chúc mừng chị đã giành chiến thắng và đồng ý với việc hai bạn cùng nắm tay nhau trả lời sai một lần nữa. Vậy là đáp án của chúng ta là gỏi lá sầu đâu. Bây giờ Thu sẽ đưa thêm một chút thông tin về gỏi lá sầu đâu nha. Gỏi sầu đâu có vị đắng đặc trưng của lá sầu đâu, kết hợp với vị mặn của khô cá sặc cùng với một số loại khác như thơm, dưa leo, xoài sống, tạo nên một món ăn tuy dân dã nhưng rất tinh tế. Vị đắng của rau sẽ bị thay thế bởi vị ngọt thanh khi bạn nhai thật kỹ và chậm. Sầu đâu hay còn được gọi là sầu đông hoặc cây xoan mọc rất nhiều ở các tỉnh như An Giang, Kiên Giang. Cần phân biệt cây sầu đâu mọc ở miền Tây và sầu đâu mọc ở miền Trung. Cây mọc ở miền Trung lá màu xanh, hoa màu tím, đặc biệt là lá độc không ăn được. Còn cây sầu đâu mọc ở miền Tây có hoa màu trắng xanh, lá màu xanh vị đắng nhưng chứa nhiều vị thuốc tốt. Gỏi sầu đâu là món ăn thường được dùng nhiều vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 âm lịch, vì đây là khoảng thời gian cây sầu đâu ra hoa và lá mới. Thật ra cái món gỏi sầu đâu là một cái món mà rất ít người biết ăn, tại vì cái vị của sầu đâu nó đắng khủng khiếp, nghĩa là khổ qua hay là rau má rồi đó mọi người, hay là rau đắng rồi nó đắng vẫn không đắng bằng sầu đâu. Thôi bây giờ cái mình không biết cho nên mình trả lời không đúng. Bây giờ lại mời chị Hạnh Thúy mở thêm một từ khóa nữa ha. Thúy sẽ chọn từ khóa số 2. Mời từ khóa số 2. Đậu rồng.
Đậu rồng có thể chế biến được rất là nhiều món, ăn sống với mắm nè, rồi luộc lên ăn với kho quẹt nè, với nước mắm nè, với nước tương nè, với nước kho nè, nấu canh được nè, nói chung là làm nhiều thứ lắm. Khi còn bé, nếu mà hỏi hoa gì mà đẹp nhất thì có hai loại hoa mà Thúy rất là thích, đó là hoa lục bình và hoa đậu rồng. Bởi vì cái màu của hai loại hoa này nó ngọt khủng khiếp là ngọt luôn. Tức là hồi nhỏ thậm chí còn ước là có một cái ngôi nhà xây lên và sẽ trồng toàn là đậu rồng để cho nó nở hoa, vì Thúy rất là thích hoa đậu rồng và rất là thích ăn trái đậu rồng. Và có một cái điều ngẫu nhiên là khi mà Thúy có bầu bé thứ hai á, chẳng hiểu làm sao trong vòng 3 tháng đầu mình có bầu bé, không hiểu làm sao mà rất nhiều người cho đậu rồng, nghĩa là lúc nào nhà cũng có đậu rồng và mình cũng rất là thích cái sức sống của cây đậu rồng. Bởi vì cây đậu rồng có một cái điều rất là hay là nếu như nó lớn lên, nó trổ trái một mùa, bạn cắt ngang nó sẽ lại tiếp tục cho hoa và cho trái một mùa, hai ba mùa nữa. Cái sức sống nó rất là mãnh liệt luôn. Mình cảm giác rằng cây đậu rồng giống như không bao giờ chết vậy đó. Cho nên là khi mà có bầu đứa thứ hai và mình liên tục được mọi người tặng đậu rồng, mình cảm giác như một cái duyên vậy đó. Thế là Thúy đặt con thứ hai tên là đậu rồng luôn. Đậu rồng là một món mà chị rất thích ăn. Không biết có order trong ngày hôm nay không ta? Trong hai cái món mà Thúy chọn thì nếu như có đậu rồng, Thúy nghĩ sẽ là một sự phá cách lớn. Đó là một gợi ý vậy đó nha. Nếu mà muốn phá cách, bỏ thêm đậu rồng vô. Một á là thắng luôn, hai là không đi ăn luôn. Được luôn. Rồi bây giờ hai bạn đều không có trả lời được câu hỏi nào hết trơn á. Bây giờ chúng ta còn một cơ hội cuối cùng thôi, đó là vượt qua thử thách. Vâng, và bây giờ chúng ta đến với một thử thách cuối cùng trong phần 1 của chương trình. Dùng chiếc đũa này để xiên cái ốc vít và xếp dần dần thành một tòa tháp cao nhất có thể trong vòng 2 phút. Hết 2 phút bạn nào xếp cao hơn thì bạn đó giành chiến thắng. Các bạn hiểu được luật chơi chưa? Dạ hiểu ạ. 2 phút bắt đầu. Các bạn phải thật sự khéo léo nha. Cao nhất có thể. Cao nhất có thể. Chúng ta chỉ cho xếp một hàng dọc thôi nha, không có cho xếp vào hai hàng. À vậy là cứ một hàng lên thôi đúng không? Một hàng nó mới dễ rơi chị ạ, hai hàng nó vẫn chắc lắm. Thu nghĩ là nếu như mà Thu xếp thì Thu xếp được bao nhiêu con ốc lên? Dạ em có thử rồi chị, ba con là tối đa đó. Em khéo lắm chị, ba con là sập rồi, bạn ấy còn khéo hơn em luôn á. 10 giây cuối cùng. 10 9 8 7 6 5 4 3 4 3 2 một. Hết giờ. Khương Duy ơi, Khương Duy bị sao vậy? Dạ rung. Rung quá đúng không? Dạ. Mà cái bàn này cũng hơi trong chân nữa nè, nãy xếp lên cũng được 4 cái rồi ha. Dạ. Mà bây giờ là xếp được mấy cái ta? Dạ 5 cái. À không cái mà có cái nào đâu. Ngày xưa em mới từng xếp được 5 cái. Cái ngày xưa đó. Hai, bốn, sáu, bảy. Thêm một cái backup ở bên có ba cái nữa đúng không chị? Bạn chuẩn bị tinh thần là xếp cái thứ bảy nó đổ xuống đây. Nên sắp cái bên kia để khuyến mãi cho cái rồi, bên này đó. Vậy là chiến thắng một cách rất là thuyết phục dành cho Thành Đạt. Chúc mừng em. Chúc mừng em. Chúc mừng Thành Đạt đã giành quyền để mở từ khóa cuối cùng, từ khóa số 3. À, cũng là một từ khóa có huy hiệu thần bếp luôn. Từ khóa đã từng. Bây giờ có những món Thúy không bao giờ đụng đến, mà lý do không đụng đến rất là vô duyên. Đó là hồi nhỏ, tức là Thúy rất là thích ăn da heo, da gà, các kiểu. Thúy nghĩ rằng đó cũng là cái món khoái khẩu của rất là nhiều người. Thì có một lần được đến cái chuồng heo của nhà mình. Thực ra là hồi đó giờ nuôi là lúc nào ra là cái chuồng heo nó cũng sạch tinh tươm như là cái phòng ngủ của mình á, vì mẹ với bà nội là kỹ lắm, dọn rất là sạch. Thì một ngày nọ là mẹ với bà nội mới biểu là con ra con dọn giùm cái chuồng heo đi, thì ra mới thấy là thật ra các chị heo rất là mất vệ sinh và không bao giờ dám ăn lại da heo, chân heo, bởi vì cái cảm giác của một cái lần thấy con heo nó nằm ở trong chuồng như vậy. Dạ, vậy là Thành Đạt đã giành được từ khóa duy nhất, từ khóa cuối cùng cũng là từ khóa có huy hiệu thần bếp, và bạn được rất là nhiều quyền lợi nha. Quyền lợi đầu tiên là chọn một trong hai món ăn nè: bánh canh bột sắc kèm theo một cái hoa và cháo cua đồng kèm theo một trái tim mặt cười. Bạn chọn món nào? Em chọn bông hoa. Em chọn bông hoa, bánh canh bột sắc. Đây, vậy là cháo cua đồng cộng thêm một trái tim
thuộc về Khương Duy. Và Thành Đạt mở một huy hiệu thần bếp là dành được một quyền ưu tiên, là có thể nhờ chị Hạnh Thúy giúp đỡ hoặc là phá đám khi mình nấu ăn, có thể tùy vào quyết định của bạn nha. Còn thêm một quyền lợi cuối cùng, đó là bạn sẽ được quyền chọn gian bếp bên trái hay bên phải, tương ứng với mỗi thử thách cũng như sự hỗ trợ khác nhau ở trong mỗi gian bếp. Xem chọn gian bên tay trái. Vậy là phần gian bếp phải sẽ thuộc về Khương Duy. Bây giờ mời chị Hạnh Thúy và hai bạn cùng nghỉ giải lao một chút xíu trước khi chúng ta bước vào gian bếp để nấu ăn nhé. Trở lại với chương trình Khẩu vị ngôi sao, và chúng ta đến với phần 2 của chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Hai bạn chúng ta đã sẵn sàng trong bếp rồi chị ạ. Đang hơi bất ngờ là trong món cháo cua đồng lại có đậu rồng. Đó, nãy là nghe lời suối dạy của chị đó. Xem thử thách này như thế nào chị ha. Thúy hy vọng rằng là có thể đây lục lời suối dạy. Nhưng mà nếu mà Duy vượt được qua lời suối dạy này và tận dụng cái nguyên liệu đậu rồng tốt ở trong cái món ăn của mình, thì có thể đây sẽ là một món ăn rất là hấp dẫn, đôi khi lại trở thành một món ăn yêu thích của chị. Đó, nhưng mà đây là khẩu vị ngôi sao, cho nên gian bếp của chúng ta sẽ rất ưu ái cho các bạn. Đây, Thành Đạt thì sẽ vừa được nấu ăn vừa rửa chân trong cái thảm nước rửa chén của chúng ta. Khương Duy sẽ vừa được đắp mặt nạ chân bằng nha đam, vừa nấu ăn, đúng không? Thích không? Cái chương trình Khẩu vị ngôi sao này và cái gian bếp của Khẩu vị ngôi sao, nó không chỉ đơn thuần là mang đến những món ăn, mà nó còn mang đến những sự thử thách rất là bất ngờ luôn. Và ở trong này á, ngoài cái việc rằng là thử thách cái kỹ năng của các bạn, Thúy nghĩ còn là thử thách cái khả năng để ứng biến với tất cả những khó khăn này nữa. Dạ, và cũng sẽ có một số thử thách nho nhỏ dành cho chị. Ủa, nữa đó chị. Dạ, chị tưởng đến đây chị ăn thôi. Dạ không chị ơi, bây giờ mình hỗ trợ các bạn một chút xíu, tại vì là một số phần nguyên liệu của các bạn sẽ có một số thử thách mà chị phải vượt qua thử thách đó thì các bạn mới được dùng các phần nguyên liệu đó. Bây giờ mình mời hai bạn nấu ăn, mình ra phòng khách và chờ đợi những thử thách từ các bạn chị ha. Rồi, okay, mời hai bạn. Cảm ơn bạn. Chị đi cẩn thận nha. Em mời chị. Cảm ơn Thu. Chị ơi, em cần xương để hầm. Xin nhờ chị dùng dao gọt vỏ cà chua thành một đoạn dài và làm thành một bông hoa trang trí mang đến cho người chơi. Nãy chị có chia sẻ là chị cũng thích cái phần ăn hơn phần nấu đó. Không biết là cái này có làm khó chị không ta? Tôi nghĩ là một khi mà đã làm thì cái gì nó cũng khó hết trơn á. Với lại là vốn dĩ là Thúy không phải là một người mà quá khéo léo. Dạ. Có thể rất đảm đang nhưng không phải là một người rất khéo léo. Chị sẽ cố gắng gọt. Để mọi người vẫn nhận diện được đó là trái cà chua. Dạ. Còn có nhận diện cái bông hoa hay không là tùy vào trí tưởng tượng của mọi người nha. Nhất là Thu. Không, em nhìn mấy cái đầu tiên là cũng có khả thi lắm á. Từ cái khả thi đến như là thực tế thi công, nó còn là một chuyện rất là dài em ạ. Một đoạn rất là dài. Hy vọng trời tôi chết. Đó. May quá. Người là đẹp rồi đó chị. Rồi, em nghĩ là rất đẹp luôn. Trời, thôi may quá. Em để yên đi nha. Em để yên. Mọi người làm chứng. Dạ, ông kính, ống kính zoom vô làm chứng giùm. Dạ. Em làm được cái hoa cà chua. Trời, rất là đẹp bàn luôn. Dạ. Mà có hư là lỗi tại em, không phải lỗi tại chị. Dạ, một cái hoa hồng rất là đẹp. Rồi, chúng ta hoàn thành thử thách đầu tiên. Khương Duy ơi, em có cần dùng nguyên liệu gì có thử thách dành cho chị Hạnh Thúy không? Ủa, đâu có trả lời được câu hỏi đâu mà được nha. Không, cái này là thử thách chị. Dạ là gấp bằng đôi đũa dài 3 quả trứng trong tô ngậm vào ăn, đi cà kheo lon, có đôi dép cố định mang đến gian bếp cho người chơi. Trời ơi, bây giờ là hai thử thách gộp một luôn đó chị. Bây giờ chị phải dùng đôi đũa nè, chị gấp 3 cái trứng ra cái dĩa mà này mà trong dầu ăn nha, chứ không phải bình thường nha. Dạ, không phải nước. Rồi sau đó đi cái cà kheo lon này nè, mang 3 quả trứng đó tới bên kia, rớt là mình làm lại nha chị. Quá đáng. Thúy là một cái người rất là thích thử thách, cho nên Thúy sẽ cố gắng hết mình. Chả rồi nó rớt tới rất lui hoài nè. Em cầm cái dĩa cho chị cho dễ nha. Em hứng trứng phụ chị. Yes, đây. Một trái. Dạ. Vấn đề là gấp được lên rồi nó có nằm im trên đó hay không đó. Đây, đây. Trứng hai ơi, trái. Rơi vào dĩa chị. Rồi, ok, 3 trái. Cứ sau một lần trải nghiệm mà lại khôn ra và kỹ năng nó lại tăng lên quý vị ạ. Chị cứ khiêm tốn, nãy giờ em thấy chị rất khéo léo luôn á, chị làm cái gì cũng rất khéo luôn á. Bây giờ chị đi cà kheo cũng cái rất là khéo này. Đúng không? Mời hoàng hậu đứng dậy. Dạ. Ghê quá. Bình tĩnh nha chị. Thiệt. Bây giờ mới biết tại hồi sao mà hồi xưa mấy bà hoàng phi được đi lúc nào cũng phải có người dìu. Trời ơi, mang một cái đũa cao như thế này đi như vậy thì không có cách nào gọi là nhanh được. Chị đã nói em là nô tì dìu chị luôn đó chị. Không sao cả em ạ, lâu lâu em phải hy sinh một lần. Dạ, khách mời chứ. Dạ, mời hoàng hậu. Rồi em ơi, Khương Duy ơi, em đang làm gì vậy? Em nhận trứng nè.
Trứng đây em ơi. Trứng của em đây. Dạ, chị thách mời em. Chị thách em mang cái đôi này về ngược trở lại bên kia này, chị sẽ dìu em. Dạ, em mời hoàng hậu tự đi về, em không có thích thách. Quá đáng. Bây giờ không có trứng rồi, đi không có sợ trứng nữa, cho nên là nó cũng đỡ đi phần nào. Đúng rồi Thúy ơi, em giỏi quá Thúy ơi. Đúng rồi. Chị ơi, em cần nguyên liệu quan trọng nhất trong món bánh canh, đó là bánh canh bột sắt. Và thử thách em muốn nhờ chị đó là... Em làm gì vậy Đạt? Em có thể đi dáng nào đẹp hơn không? Em đang chụp bóng. Thật ra thế cũng sướng chứ bộ. Đâu có cần bước đâu, đi. Chị đứng đây dạ. Đẩy phát chạy ra tới bên kia. Chị? Dạ không. Chị Thúy ơi, chị có thể vừa lắc vòng, vừa di chuyển, mang nguyên liệu đang thiếu từ phòng khách đến bếp đưa cho em đúng không ạ? Ủa em nhờ chị mà sao em làm khó chị quá vậy? Chị cảm thấy tiếc gì ban tổ chức đã đổ quá ít xà bông cái chỗ của em. Trời ơi, em ơi. Vậy, vậy. Chị vậy luôn á chị hả? Em nhưng bây giờ bảo là chị thương em này. Em đến như vậy thì mới đổ xà bông nhiều hơn nữa. Trời ơi, chị yêu thương thằng bé quá. Lại mời hoàng hậu lắc vòng nào, hoàng hậu ơi. Thiệt á, hoàng hậu hay là ô xin hay là thiệt á, mình cảm giác giống như là à đây những cái sợi bánh canh bột sắt. Dạ, rất là rồi. Đều tay chị ở đây. Em cầm nha, em cầm giúp chị, lúc nào chị lắc đều. Cái bàn này nó nhẹ quá. Nhẹ ha chị, nên chị phải đánh mạnh lên. Đó, rất là ngọt ngào rồi. Nó nhẹ quá. Đây, em đưa chị nha chết. Chị rồi. Vừa lắc vừa đi nha. Ok. Dạ. Hãy coi vũ nữ Astra bộ. Rớt nè, rớt nè. Trời dẻo quá. Trời ơi, chuyên nghiệp. Cảm ơn chị. Không, may là đã tới nơi rồi. Vừa kịp lúc. Kịp lúc rồi. Chị ơi, mình đi về đã chưa được ăn chị ơi. Không, chưa tới được. Đoạn ăn, mình tới mình về mình chị có lao động em phải cho chị thưởng thức. Chị thưởng thức mà chưa tới đoạn đó, mình thử thách thêm chút xíu nữa thôi. Khương Duy ơi, hình như em còn một cái nguyên liệu em cần nhờ chị Hành Thúy nữa đúng không? Dạ. Cho dạ. Tôi xin cái thử thách này nha. Rồi, bây giờ để em đọc thử thách cho chị nè. Vừa ngậm lát chanh, vừa đọc lưu loát 3 lần câu sau. Làng nành lợn nái, năm nay lọt lòng. Lúa non nắng lửa nản lòng, lão nông nức nở lấy nông nia về. Cái này là một trong những câu lẹo lưỡi mà tôi thấy hãy tập. Bây giờ dũa lại nghề nè, dũa lại nghề. Thế ra ở đời có hai thứ không tin được, một là đàn ông, hai là phụ nữ đẹp. Thấy cổ ngồi đây, cổ dịu dàng với mình, cổ nâng niu, cổ chăm chút mình. Cuối cùng những cái thử thách đưa ra, thử thách nào tụi nó cũng đắng lòng hết trơn hết trọi á. Chị ơi, em chỉ là một người đưa đò và đưa những cái thử thách của những chị biên tập rất là ít ác đến cho khách mời thôi à. Em không có tội tình gì hết trơn luôn á. Chị thông cảm nha. Em xài từ rất hay, biên tập ít ác. Biên tập ít ác. Dạ. Biên tập ít có ác lắm. Em tranh này hả? Ủa chị là mình đang lấy đà đó chị hả? Mình tập từ từ. Mình tập quen cái gì chua gì hả? Có rô đai chứ. Ngon. Là hoàng lợn lấy năm nay lọt lòng. Lúa non nắng lửa nắng lòng, lão non nước nở lấy lòng. Dạ một lần rồi chị. Lần thứ hai nè. Chị ơi, chị sao vậy? Ngọt. Em thấy mắt chị long lanh luôn đó. Ngọt. Chị ơi, chị nhớ cái từ khóa mà nước mắt thành sông hồi nãy không? Gần nữa chị. Gần nữa chị. Lần thứ hai nha. Em nghĩ ba lần là nước mắt thành sông đó chị. Làm hồi lượng mấy năm nay lượt lòng. Lúa non nắng lửa nắng lòng, lão năm nước nở lấy năm đi về. Dạ. Sao ngọt mà cái giọng gì đọc chua vậy chị? Chị đọc ngọt ngào hơn chút nè. Với sự yêu thương dành cho lát chanh. Làm hành lộn thấy em ngay được lòng. Lúa non nắng lửa nắng lòng, lỡ em nhức lỡ em đi. Nó chua. Rồi, chúc mừng chị đã vượt qua phần thử thách này một cách rất là trọn vẹn. Bây giờ các bạn đủ nguyên liệu rồi, các bạn cố gắng nấu thật ngon nha. Có cần chị phụ không vậy hai đứa? Ôi, chị vẫn còn muốn phụ nữa chị hả? Cho nó an toàn. Chị phụ mới không an toàn đó.
Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chị Thúy ơi, qua bao nhiêu thử thách gian nan thì bây giờ đây thành phẩm đã đặt lên bàn, chị thấy thế nào nè? Tôi cảm giác là qua một quá trình gieo nghiệp tới ngày hái quả rồi đó. Đứng ở đây mà cảm giác là cái mùi nó rất là hấp dẫn nha. Yeah. Mùi từ cái món cháo cô đồng, mùi hành phi, mùi ngò nó bay lên gọi là cực kỳ quyến rũ luôn. Và sau một cái quá trình mà gọi là vận động rất là nhiều thưa quý vị, thì bây giờ đứng ở đây thì cảm giác rằng mình có thể ăn luôn cả tô và chén chứ đừng nói chi là thức ăn trong tô. Bà ấy có dành cho chị một trái tim rất là dễ thương nè. Đây là đậu rồng mà chị thích bỏ để ăn kèm đó. Đúng rồi. Lát chị ăn thử xem ăn như thế nào nha. Chị đang rất là muốn khám phá món này. Bởi vì sao? Một cái món gọi là rất là phá cách luôn Duy. Chưa bao giờ ăn cháo cua đồng với đậu rồng cả. Và hôm nay chỉ vì là một cái từ khóa Thúy nói rằng là thích đậu rồng. Và Duy đã đem cái món đậu rồng vào trong cái món cháo này. Thúy nghĩ bắt buộc món này phải thử trước. Mình thử luôn nhưng mà, ha. Nhưng mà em đừng buồn. Bởi vì cái món em nó cũng cực kỳ hấp dẫn. Rồi. Em mời chị. Rồi, cảm ơn Thu. Xin phép ăn trước nha. Dạ, em mời chị. Xin phép quý vị khán giả, tôi đang thưởng thức cái món cháo cua đồng của bạn Duy làm đây. Duy ơi, hồi đầu chương trình chị có nói là thường ta nói là nói phụ nữ công dung ngon hạnh. Và chị nghi ngờ em vì khả năng nấu nướng cũng như về ngoại hình của em. Chị nói là thường là mấy ông mà gọi là ngoại hình sáng giá là hay đi lang thang ngoài đường à. Sau làm chuyện nước, ít làm chuyện nhà. Nhưng bây giờ khi ăn món cháo này thì cảm giác rằng là cái đánh giá của mình có một sự sai nhẹ. Chị sai rồi đúng không chị? Vì ngon quá chị hả? Cái cua đồng rất là ngọt. Ngọt và... Đó, Thúy hỏi tại sao hồi nãy Thúy nói là cái món ăn mà rất là hợp thời tiết. Mùa này là mùa của cua đồng. Đó, mà mình ăn cái cháo cua đồng nó rất là tươi. Rồi cái vị cua đồng thơm, ngọt, thanh. Ăn thử đậu rồng. Đúng rồi, đặc biệt phải thử thêm một cái sáng tạo này xem như thế nào. Có thể đối với người khác họ cho rằng là đây là một cái sự pha trộn nó không đúng. Nhưng với Thúy sự khác biệt này Thúy thích. Bởi vì cái cháo là nó mềm. Rồi cái cua đồng nó thơm, nó thanh. Có cái đậu rồng vô nó có cái vị giòn á. Nó giống như là một cái vị mới, một sự khám phá mới của cái khẩu vị mình. Cảm giác rất là thích luôn. Cảm ơn Duy nhiều lắm. Rất là ngon luôn. Ngon, ngon quá. Thay đổi quan điểm về đàn ông. Bây giờ chị mới thay đổi quan điểm luôn chị hả? Không, thay đổi một phần thôi. Tại vì bên đây còn một đàn chưa ông thử, nữa. Chưa thử. Đúng rồi, bạn trai đang đứng kế bên mình nữa. Mình xem có thay hay là giữ nguyên quan điểm chị ha. Bánh canh bột sắt này là một trong những món mà Thúy rất là thích. Trước khi thưởng thức món thứ hai thì mời chị thử thức một miếng nước để cho nó trung hòa lại khẩu vị của mình. Cô gái chu đáo quá. Rồi, bây giờ bắt đầu vào món thứ hai ha. À, cái sợi bánh canh này là cái sợi bánh canh lúc nãy mình vừa lắc vòng mình vừa mang đi đây. Dạ, cho nên là công sức mình bỏ vào ăn xem nó có ngon hơn bình thường không chị ha. Đứng bên cạnh mình một chàng trai rất dịu dàng. Nói cái gì anh cũng biết anh cười không thôi. Rất là xinh trai. Và cái vị ở trong này nó cũng rất là dịu dàng. Nó thật ra nếu mà nói á thì nó hơi nhạt xíu. Nhưng mà bản thân Thúy là người không thích nhiều gia vị. Dạ. Cho nên là cái cảm giác cái vị nhạt này nó dễ chịu. Cái nước ngọt của thịt và tôm á nó làm cho cái bánh canh này á nó có cái độ ngọt rất là thanh luôn. Và tôm thì tươi, bánh canh thì dẻo. Cái quá trình mang bánh canh từ bên kia qua bên này á thì thôi ít ra nó cũng đã được đền đáp. Chị tha thứ cho em. Cảm ơn chị. May quá là được chị tha thứ rồi đó. Cảm ơn hai đầu bếp rất là nhiều. Sau khi thưởng thức hai món ăn thì bây giờ chị phải bước vào một cái phần hơi khó khăn một chút, là chị phải chấm điểm và lựa ra món ăn nào làm cho chị cảm thấy thích hơn. Để gọi là cái sự hòa quyện giữa các gia vị rồi các món ăn và cái độ vừa tới của tất cả nguyên liệu thì Thúy nghĩ rằng là có phần ưu điểm hơn. Duy ơi, chị xin lỗi em, mặc dù em có đậu rồng và em có một trái tim rất là to trong tôi cho chị, nhưng mà cái kỹ thuật của Đạt á, chị nghĩ rằng là cái kỹ thuật nấu tốt hơn và Đạt ít thành chị hơn nha, cho nên là phần thắng ngày hôm nay đã thuộc về bạn Thanh Đạt. Chúc mừng bạn. Dạ, em cảm ơn. Chúc mừng Thành Đạt đã giành chiến thắng với món ăn bánh canh bột sắt. Mời chị Thúy trao phần thưởng cho bạn nha. Đây, cho Thúy gửi Đạt. Cảm ơn Đạt rất là nhiều và chúc mừng chúc Đạt. Chúc mừng Đạt. Dạ, em cảm ơn chị ạ. À, chị vẫn cảm ơn Duy rất là nhiều. À, cảm ơn chị Hạnh Thúy đã đến với chương trình. Cảm ơn hai bạn đã đem đến đây cho chị Hạnh Thúy cũng như chương trình hai món ăn rất là ngon. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Chương trình Khẩu vị ngôi sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng định kỳ vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.